trời đang mưa, xe quà đã tới rồi, mọi người đang đem đồ vô. Hôm nay thì chúng mình nay trời lạnh nha mấy bạn. Mặc áo lạnh nha. Dạ. Mình đây là hỏi tám. Kính thưa quý đồng hương, tôi là mục sư Phan Đức Hiếu, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Giáo lý Việt Mỹ, tọa lạc tại 4701 Arlington Boulevard, Arlington, Virginia. Nhân dịp mùa lễ tạ ơn về, tôi xin kính chúc quý đồng hương một mùa lễ tạ ơn đồng ấm bên người thân và gia đình. Như thường lệ của mỗi năm, Hội Thánh nhân dịp lễ tạ ơn sẽ phát gà tây cho quý đồng hương nào đã ghi danh. Năm nay chúng tôi dự định sẽ phát trên 100 con gà tây, mong được có quý vị đến để nhận gà tây và ăn cùng với gia đình của mình ở trong dịp lễ tạ ơn này. Xin cảm ơn tất cả quý vị và mong gặp lại quý vị vào Chủ nhật ngày 20 tây tháng 11 này vào lúc 10 giờ để cùng tạ ơn Chúa với chúng tôi, và Hội Thánh sẽ đãi tiệc tạ ơn cho quý vị. Rồi sau đó những quý vị nào đã ghi danh nhận gà tây thì quý vị sẽ nhận được con gà tây mang về. Và xin lưu ý là chỉ phát cho những quý vị nào ghi danh, tại vì chúng tôi số lượng gà nó có giới hạn, cho nên quý vị nếu cần xin gọi cho chúng tôi biết để có thể ghi danh và nhận gà tây. Xin cảm ơn quý đồng hương và một lần nữa kính chúc quý đồng hương một mùa lễ tạ ơn đầm ấm bên người thân và gia đình. Chúng tôi VNUSDA
Một lần nữa xin chào quý vị khán giả. Trước ống kính chúng tôi là chị Xuân, trong ban điều hành của Hội Thánh Tin Lành Giám lý Việt Bỉ Alendon Virginia. Hân hạnh ngày hôm nay được tiếp chuyện với chị Xuân và có một vài câu hỏi để nhờ chị cho chúng tôi biết trong cái mùa lễ tạ ơn này. Dạ thưa chị, trong cái bầu không khí mọi người ở khắp nơi đang chuẩn bị để đón chào ngày lễ Thanksgiving, thì như vậy Hội Thánh Tin Lành Giám lý Việt Mỹ của mình ở đây có chương trình gì để và đặc biệt trong ngày lễ này thưa không? Thưa xin nhờ chị vui lòng cho quý vị khán giả ở xa cũng như ở gần tại Alendon Virginia này được biết thưa chị. Dạ thưa, cảm ơn anh Hòa. Kính chào quý vị khán thính giả. Chương trình lễ Thanksgiving tại Hội Thánh Giám lý Việt Mỹ chúng tôi năm nay sẽ cử hành vào Chủ nhật tới đây 20 tây tháng 11 vào lúc 10 giờ. Dạ xin lỗi. Lúc 10 giờ sáng. Chương trình thì trong chương trình đó thì chúng tôi sẽ có ngợi khen Chúa, rồi chúng tôi sẽ có phần đọc Kinh Thánh, phần chia sẻ lời Chúa, và đặc biệt đó là mỗi năm thì chúng tôi mời nhiều thân hữu đến để cùng chúng tôi thờ phượng Chúa. Rồi trong cái sau khi chấm dứt chương trình thờ phượng thì chúng tôi sẽ xuống phòng ăn của Hội Thánh để chúng tôi cùng dùng bữa chung với nhau. Rồi Hội Thánh sẽ thiết đãi cho tất cả các thân hữu cũng như con cái Chúa. Rồi trong cái chương trình đó thì những ai ghi danh thì Hội Thánh sẽ có biếu một con gà Tây để làm quà cùng chung vui với gia đình của quý thân hữu đó. Dạ. Xin kính mời quý thân hữu có thể đến để cùng thờ phượng Chúa chung với chúng tôi. Dạ thưa chị, như vậy chương trình ghi danh để mà có được món quà là một con turkey phải không? Một dạ, con gà Tây. Thì như vậy chương trình bắt đầu từ đâu và ghi danh ở đâu thưa chị? Dạ thưa, ghi danh ở tại Hội Thánh này. Dạ, ghi danh cho chúng tôi biết thì chúng tôi biết là có bao nhiêu con gà Tây chúng tôi chuẩn bị để làm quà cho, nó cũng như là cái truyền thống của người Hoa Kỳ. Chúng tôi có con gà để biếu tặng lại cho quý thân hữu chung vui với gia đình của mình. Dạ, có nghĩa là ghi danh bắt đầu từ ngày hôm nay. Dạ thưa phải. Dạ, xin một lần nữa xin thay mặt cho quý bà con gần xa và con cái Chúa xin thành thật cảm ơn chị Xuân và Hội Thánh Tin Lành Giám lý Việt Mỹ ở vùng Alendon, Virginia. Xin thành thật cảm ơn chị. Dạ thưa, cảm ơn anh Joseph Hòa. Khán giả, chúng tôi xin giới thiệu đây cô Thư là một trong những người đắc lực trong chương trình thực phẩm cho đồng hương tại vùng Alendon, Virginia. Không có tuần nào mà vắng mặt cái cô bé dễ thương này. Ngày hôm nay VNUSBA muốn hỏi cô Thư. Cái thứ nhất là vì sao theo như chúng tôi thấy là hàng quá đã lên kệ và sẵn sàng ready để phát cho đồng bào rồi, mà tại sao không phát cho VNUSBA? Biết rồi trả lời giùm hai câu hỏi như vậy. Dạ, là trước hết đó là tuy rằng đồ đã chất ra hết rồi, nhưng mà cái giờ mà để cho tất cả mọi người vô, các ông bà vô để lấy quà là 6 giờ chiều lận, nên đó là đành phải là ở đây hết, tất cả mọi người ở đây để mà chờ tới cái ngày, chờ tới cái giờ để phát quà ra cho tất cả mọi người. Nên vì vậy là chúng tôi vẫn còn ở đây để mà đợi tới giờ. Dạ. Rồi còn hàng hóa thì dạo này thì cái funding nó đã kết thúc.
Không biết chừng nào là cái funding mình sẽ có lại, nhưng mà ở đây là rất là cố gắng để mà có những cái thức ăn để mà phát ra, tuy rằng là funding nó đã hết rồi. Dạ. Ok, một lần nữa trường và chúng tôi xin cảm ơn cô, và như vậy là cái funding đã hết, gia hàng giá của chúng ta cũng giảm bớt. Dạ, nhưng điều chúng ta vẫn cố gắng để phục vụ bà con trong những ngày tháng bắt đầu vào lạnh như thế này. Và cũng xin cảm ơn là thay vì quý vị đã đi về, phát sớm đi đi về, nhưng điều của quý vị vẫn chờ để đúng giờ, thì có một số bà con ở ngoài kia người ta chờ đúng giờ người ta mới đến. Thì cho nên từ đó mà quý vị giữ cho sự công bằng. Chính vì thế mà quý vị đứng chờ cho đến giờ phút này. Một lần nữa xin thành thật tất cả các thiện nguyện viên trong chương trình phát thực phẩm cho đồng bào vùng Argentina của Sinh Nha. Xin thành thật cảm ơn cô Tư. Bye. Một lần nữa cảm ơn tất cả các quý vị đến đây để phụ giúp tôi biết cái công quý vị tới đây nó lớn dữ lắm. Nếu quý vị không có cái tâm tình để serve community, quý vị có thể tới đây được, quý vị có thể do something else. Nhưng mà quý vị commit đến vào mỗi thứ ba từ khi bắt đầu tới bây giờ, đó là điều mà chúng tôi rất là trân quý trong lòng của tất cả quý vị. Thứ ba cuối lời cho tất cả quý vị. Tôi chỉ có một thông báo là tôi rất là mong mỏi mời quý vị đến Chủ nhật này để đến dự lễ tạ ơn với Hội Thánh. Xem chúng tôi làm cái gì, cho biết chúng tôi làm cái gì. Chủ nhật ở đây, quý vị đến đây để dự lễ, sau đó xuống dưới hội trường này họ có xe đải cho quý vị lễ tạ ơn. Rồi sau đó thì chúng tôi cũng muốn phát gà tây cho một số quý vị ghi danh nữa. Năm nay thì chúng tôi gà tây hiếm quá cho nên chúng tôi cố gắng chỉ phát được 100 con. Nhưng mà nếu quý vị chưa cần sớm đó, thì ngày thứ tư tôi có thêm 25 con nữa. Quý vị cho tôi biết, quý vị tới đây đi nhận hay là tôi có thể trở lại nhà quý vị cũng được. Nhưng mà tôi rất là quý trong lòng quý vị, muốn cho quý vị con gà tây để quý vị có thể ăn trong mùa tạ ơn này. Cái tradition thôi thì nó ngon thì nó không ngon, nhưng mà tradition mình gather lại gia đình mình ăn nơi lễ tạ ơn nha. Nếu mà được thì quý vị, tôi mong tất cả gặp quý vị vào cái dịp này để có thể tham dự lễ tạ ơn với Hội Thánh. Thật sự ra tôi, anh Bảo, tất cả những người volunteer tôi đây rất là biết ơn quý vị đã bỏ công sức tới đây để làm.
cho nên xin chú ban phước lại cho con khó của quý vị. Thank you.
Hello, chào quý vị khán giả. Bây giờ là 7:20. Chúng tôi có mặt từ ở đây khoảng 2:00 trưa để phát quà mỗi thứ ba, và cũng như quý vị biết rằng đây là công việc thiện nguyện mà chúng tôi duy trì cứ mỗi thứ ba là phát quà đến cho cộng đồng chúng ta tại vùng Argentina, Fairfax, Virginia. Mặc dù là trong thời điểm này Bảo Ly, phân của Bảo Ly cũng đã hết rồi, cho nên là những thực phẩm mà chúng tôi phát ngày hôm nay là một phần là của Bảo Ly chạy kiếm, và một phần thì ở bên sư Hiếu. Cho nên là thực phẩm trong những ngày này nó có ít hơn so với những lần trước đây, thì chúng tôi cũng cố gắng duy trì để đưa đến những phần thực phẩm nhu cầu của quý bà con và ban cần. Một lần nữa, cá nhân chúng tôi Joseph Hòa của VNVBA thân chào quý vị khán giả, và chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho ngày Thanksgiving tới đây. Đó, xin kính chào. Alo, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã đến với kênh của chú ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay mình tới đây mình rất vui, và hôm nay là mình đang ghi danh để nhận con gà Tây để mình ăn lễ tạ ơn ở Mỹ mọi người. Thì ở đây mọi người sẽ được nhận một con gà Tây miễn phí, với điều kiện là mình phải điền thông tin của mình vào, mỗi một gia đình sẽ được một con. Nếu các bạn ở người ở khu vực Virginia thì các bạn có thể đến đây và nhận. Ở đây có rất là nhiều cái chương trình, tùy theo mỗi một cái lễ hội thì họ sẽ hỗ trợ cho mình thực phẩm theo từng cái lễ hội đó. Và nếu như các bạn theo dõi cái chương trình của hội thánh hoặc là cái chương trình phát quà thực phẩm, thì bạn sẽ biết được là mỗi một cái đợt hè, mỗi cái đợt giống như là có cái ngày và cái giờ các bạn sẽ đăng ký. Có khi là các bạn đăng ký mà có khi các bạn không cần đăng ký, chỉ cần là xếp hàng thôi, các bạn cũng sẽ nhận được thực phẩm miễn phí. Và phân biệt già trẻ lớn bé, hoặc là phân biệt về cái income hay gì chứ, tại vì có rất là nhiều người nói với mình đó là low income thì mới nhận được, nhưng mà thực chất không phải như vậy nha mọi người. Ở đây các bạn có thể đến bất cứ lúc nào mà các bạn nhận, không quan trọng là màu da, cũng không quan trọng là bạn biết tiếng Anh hay không, income của bạn cao hay thấp, chỉ cần là các bạn cần sự hỗ trợ của họ là họ sẽ hỗ trợ cho mình. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Chín tám không,